Tờ Đường xin kính chào quý anh chị. Hôm nay tôi xin phép giới thiệu tới anh chị loài cây đơn lá đỏ. Cây đơn lá đỏ có tác dụng thanh nhiệt, chỉ thống, khu phong trừ thấp và lợi tiểu. Dân ta thường dùng lá của cây đơn lá đỏ để chữa đau nhức xương khớp, tiêu chảy lâu ngày, đại tiện ra máu và các chứng bệnh về da, viêm da, cơ địa, dị ứng, nổi mề đay, mẩn ngứa. Cây đơn lá đỏ còn có tên gọi khác là lá đơn đỏ, cây đơn mặt trời, cây lá liễu, liễu đỏ. Cây đơn lá đỏ thuộc họ thầu dầu. Kính thưa anh chị, các anh chị đang theo dõi hình ảnh cây đơn lá đỏ tôi quay được tại nơi tôi sinh sống. Cây đơn lá đỏ là loài thực vật nhỏ, cao từ 50 đến 100 cm, thân thì cây nhỏ đấy ạ, mảnh và có màu xanh lục. Các anh chị thấy nhá, thân rất nhỏ đấy ạ. Cây thân lá đỏ, cây đơn lá đỏ thì có lá mọc đối xứng, trên lá có hình bầu dục, mép lá có răng cưa, mặt trên cái lá thì có màu xanh lục, bên dưới lá thì có màu rất đặc trưng. Anh chị thấy nhá, là rất đặc trưng luôn, là mặt dưới có màu đỏ đặc trưng. Hoa thì cây đơn lá đỏ thì ở trên ngọn cành, ngọn cây hoặc ngọn cành của các nách lá anh chị nhé. Hoa thì tạo thành chùm. Hạt của cây đơn lá đỏ thì nang có 3 mảnh. Bên trong thì chứa hạt màu nâu nhạt, có hình cầu. Thời điểm tôi quay thì hoa mới rụng anh chị ạ, chưa tạo thành quả. Thấy anh chị nhé, đây mới rụng hoa anh chị ạ, mới tạo thành quả nhỏ nhỏ thôi, chưa thể hiện. Anh chị rất đặc trưng luôn, đỏ đỏ rực luôn, rất đẹp mắt anh chị nhé. Nhân dân ta thường dùng lá của cây đơn lá đỏ để làm thuốc anh chị ạ. Về cây đơn lá đỏ này thì phân bố rộng khắp của các miền trên đất nước chúng ta. Về nhân dân ta thường thu hái cái lá của đơn lá đỏ này thì quanh năm. Tuy nhiên thì theo một số kinh nghiệm của người dân ý, thì họ trình bày là mùa thu hoạch tốt nhất vào khoảng tháng 5 âm lịch, vì thời điểm này trời nắng, cây phát triển tốt, chứa nhiều nhựa, dày và to nên có phẩm chất rất là tốt. Khi hái về thì đem thái nhỏ, sau đó phơi khô, hoặc là chúng ta có thể sao vàng lên, cho vào túi bóng, cất nơi khô ráo, tránh nơi nhiệt độ cao, tránh ẩm thấp. Vì cái thành phần hóa học của lá cây đơn lá đỏ thì theo nghiên cứu ấy, thì thành phần chính của trên lá cây đơn lá đỏ có hàm lượng tannin, cuamin, saporin, đường khử và anthraquinone. Cái lá của cây đơn lá đỏ thường có vị đắng ngọt, tính mát. Theo như đông y thì cây đơn lá đỏ thì có tác dụng là phòng trừ thấp, chỉ thống, lợi tiểu, thanh nhiệt. Chủ yếu là chữa lị, đại tiện ra máu hoặc là tiểu ra máu, mới đây mẩn ngứa, nổi mụn nhọt, tiêu chảy lâu ngày thì sử dụng rất là tốt các anh chị nhé. Theo nghiên cứu y dược hiện đại ý, thì cây có tác dụng điều trị mụn nhọt, mẩn ngứa ngoài da. Thì cây anh chị cũng biết là lá này có vị đắng ngọt nên rất đặc trị luôn mụn nhọt hoặc là mẩn ngứa anh chị nhé. Về lá của cây đơn lá đỏ ấy thì được sử dụng để dạng sắc, có thể sắc đun uống đấy, hoặc dùng bên ngoài có thể sắc uống một số là để uống trực tiếp để chữa những cái lị chị nhé, anh chị nhé. Chúng ta có thể dùng từ 5 đến 10 gam lá khô hoặc từ 20 đến 30 lá tươi ta sắc uống anh chị ạ. Cái ngoài ra cái đơn lá đỏ còn sử dụng để chữa bệnh mất ngủ, viêm da cơ địa, nổi mề đay, mẩn ngứa anh chị nhé. Cái này có rất nhiều tác dụng luôn. Hiện nay thì theo tôi được biết thì cây đơn lá đỏ thì chúng có thể sử dụng đến 12 loại thuốc để điều trị các bệnh trong dân gian các chị nha. Một là dùng đơn lá đỏ để chữa bệnh mề đay, dị ứng, chúng ta có thể lấy từ 10 đến 20 gram lá cây để thêm một chút nữa là vỏ núc nát, ké đầu ngựa và kim ngân, mỗi một loại khoảng từ 5 đến 10 gram
đem các vị sắc lấy nước chia làm 2 đến 3 lần uống trong mỗi một ngày anh chị nhé. Bài thuốc thứ hai là bài thuốc trị vú sưng đỏ, đau nhức, mụn nhọt ở vú. Thì chúng ta chuẩn bị từ 10 đến 20 gram, rửa sạch, đem dược liệu sắc lấy nước uống, chia nước sắc thành 2 đến 3 lần sử dụng. Ngoài ra có thể dùng dược liệu khô đem vò nát, sao nóng và bọc trong túi vải, đem trườn lên cái vùng đau nhức sưng tấy các anh chị nhé. Bài thuốc thứ ba là anh chị có thể dùng cây đơn lá đỏ này để điều trị trẻ em bị kết lỵ đấy, hoặc là đại tiện ra máu. Chúng ta có thể chuẩn bị cái lá của đơn lá đỏ khoảng một nắm, rửa sạch sắc lấy nước cho các em, các cháu uống các anh chị nhé. Bài thuốc thứ tư là chúng ta có thể dùng để trị chữa triệu chứng mất ngủ, mẩn ngứa hoặc là zona thần kinh các anh chị nhé. Chúng ta có thể dùng lá đơn lá đỏ này từ 15 đến 30 gram, sao vàng, sau đó hạ thổ, đổ nước ngâm rồi sắc lấy khoảng nửa lít, mỗi một lần dùng khoảng 100 ml, dùng trong 2 lần mỗi ngày các anh chị nhé. Bài thuốc thứ năm ấy, chúng ta có thể dùng để trị mụn nhọt, mẩn ngứa ngoài da nhé. Thì chúng ta cần chuẩn bị từ 10 đến 30 gram, hỗn hợp thêm một số ít đậu ván tía, thải lại tía và bầu đất tía. Chúng ta đem tất cả nó sắc uống, mỗi ngày dùng một thang. Ngoài ra bài thuốc thứ 6 là trị tiêu chảy lâu ngày. Những bệnh tiêu chảy lâu ngày thì các anh các chị có thể dùng cái lá đơn lá đỏ rất là tốt nha anh chị nha, rất là tốt. Chúng ta có thể lấy thêm vài miếng gừng và lá đơn lá đỏ sao vàng lên, đảo lên các anh chị nha, khoảng 10 đến 15 gram, đem sắc lấy khoảng 600 ml, khoảng già nửa lít một tí đây anh chị nhé. Đấy, sắc lấy xong là đun còn lại khoảng 200 ml, còn khoảng một cốc đấy, một cốc nước uống hàng ngày ấy. Các chia làm 3 ngày, chia 3 phần uống trong một ngày anh chị nhé. Thuốc thứ 7 thì các chị có thể dùng để chữa viêm da cơ địa. Viêm da cơ địa là thay đổi thời tiết anh chị nhé. Thì chúng ta chuẩn bị khoảng 5 lá, 5 đến 6 lá cái lá đỏ này. Đấy, và cho thêm một thìa muối hạt và thực hiện đem rửa sạch, để ráo nước rồi dã cho thêm vài hạt muối vào, vắt lấy nước cốt uống 2 lần một ngày. Phần bã có thể dùng để đắp nhẹ lên cái vùng da bị mẩn ngứa các anh chị nhé. Bài thuốc thứ 8 thì chúng ta có thể dùng đơn lá đỏ để trị thấp khớp. Chúng ta lấy thêm lá bạc hà hoặc là lá tướng quân và hoặc là lá đơn lá đỏ này thì kèm với nhau mỗi một loại khoảng 10 gram, hoặc là thêm vào nữa là ké đầu ngựa, gối hạt mỗi loại khoảng 15 gram, lá thông khoảng 8 đến 10 gram, dây kim ngân khoảng 10 gram. Chúng ta sao vàng lên xong là chúng ta sắc uống, chia làm chúng ta ban đầu cho vào khoảng nửa lít nước, đun cạn đi, còn lại khoảng 200 ml nước, khoảng một to ấy, chúng ta chia đều ra uống ngày 2 lần cái số nước còn lại các anh chị nhé. Bài thuốc mình trị mẩn ngứa thì cũng tương đương như mẩn đay bên trên thôi nhé. Bài thứ 9 ấy, là chữa mẩn ngứa thì cũng tương đương như mẩn đay bên trên thôi. Bài thuốc thứ 10 là chúng ta có thể dùng điều trị bệnh viêm đại tràng thường xuyên như phân lỏng các anh chị nhé. Chúng ta lấy đơn lá đỏ này, sao khô vàng từ 10 đến 20 gram, sắc lấy 1 lít nước, ban đầu đun 1 lít nước các anh chị nhé, sau đó sắc lại còn lại khoảng 200 đến 300 ml nước. Đấy, là cho thêm vài lát gừng vào là đun lên, khi nó ấm ấm nước thì sau đó chúng ta sẽ dùng ngày vài lần, ngày 3 đến 5 lần các anh chị nhé để uống. Bài thuốc thứ 11 là bài thuốc trị kết lỵ ở trẻ em và tiêu chảy mãn tính nha anh chị nhé. Chúng ta chuẩn bị thêm là ké đầu ngựa này, kim ngân đằng này, đơn lá đỏ cộng thêm liên kiều, mỗi vị khoảng 10 đến 15 gram, sắc nước uống chia làm 3 lần uống, sử dụng bài thuốc trước khi ăn. Thì uống thuốc này trước khi ăn các chị nhé, dùng cho trẻ em bệnh sẽ thuyên giảm ngay, hiện ngay. Khi sử dụng đơn lá đỏ thì các anh chị cần tránh một số lưu ý như sau. Chúng ta cần lưu ý một số như sau: người bị dị ứng khó đông máu ấy, hoặc là chảy máu đông thì không nên dùng. Tránh nhầm lẫn cây đơn lá đỏ với cây hoa đỏ thuộc họ cà phê anh chị nhé. Đặc biệt là cây tướng quân ấy. Đơn tướng quân chính là cây khôi nhung anh chị nhé. Tránh hiểu nhầm nhé. Các bài thuốc đắp, ngậm
tắm đơn lá đỏ có thể thích hợp với những trường hợp bệnh nhẹ chưa có hiện tượng bội nhiễm, nhưng nghĩa là chưa viêm nhiễm nha chị nhé. Trường hợp tổn thương da xảy ra trên diện rộng thì có thể dấu hiệu viêm nhiễm, sưng nóng, đau nhức, nên hạn chế phù hợp mà nên hạn chế sử dụng cái lá đơn lá đỏ để đắp các chị nhé. Kính thưa anh chị, hiện nay tôi đang nghiên cứu một số loài thực vật trên địa bàn sinh sống. Sau khi gặp thì tôi quay video để mô tả một số đặc điểm của loài cây, sau đó chia sẻ. Rất mong anh chị quan tâm đăng ký theo dõi, bình luận góp ý để tôi có được nghiên cứu. Rất mong anh chị cùng chia sẻ video để nhiều người được biết đến loài cây và nhân rộng được biết về các loài thực vật rừng nói chung, cây đơn lá đỏ nói riêng. Xin cảm ơn anh chị.